Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Dawncraft. Đây là một chiến hành trình đi tiêu diệt Ender Dragon. Trong tập trước bây giờ chúng ta quánh mấy ông dân làng rồi sao giờ? Bảo rồi. Không biết rồi sao luôn á. Bây giờ tất cả mọi người trong làng đều từ chối nói chuyện. Quay lại đây để chỉnh lại cái cuốn Atlas cái coi. Thấy cái hình này hả? Đố biết luôn á. Thấy cái hình khác đi. Làng là tên gì vậy? Copy. Rốt cuộc vẫn để cái hình này nhưng mà mình thêm chữ vô. Rồi, giờ cái bây giờ mà ray nữa hả? Ray là dẹp luôn á. Bánh banh chạnh hết luôn, không còn gì hết á. Không biết sao luôn. Chắc chúng ta có thể đi đâu đó rồi quay lại đây sao ha, cho người ta quên đi. Báo quá báo. Không thèm nói chuyện. Chết chưa. Thôi xong rồi. Xong rồi. Chúng ta lên đường đi xử lý mấy con kia đi. Đi nhiệm vụ đi. Đứng mặt nhảy bật bật. Flying fish boot. Gì chỉ có ăn luôn thôi à. Ăn sống luôn mới ghê. Hello. Mấy ổng thù dai quá thì sao giờ. Món gì không? Iron. Tính ra cũng không nâng cấp được. Thôi nấu lên luôn đi. Phải không? Có mới nói nha. Căng nhờ. À bây giờ chúng ta phải cải thiện mối quan hệ nữa chứ. Chơi gì mà còn cải thiện mối quan hệ. Đâu có đủ đồ đâu cải thiện mối quan hệ.
Và phần chơi này á, nó có cái combat cực kỳ khó chịu ha. Không, nó rất là khó chịu luôn. Mấy cây đó đánh tốc độ chậm. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể cải thiện được vấn đề combat đó? Làm sao chúng ta sẽ cải thiện được? Ai có ý kiến gì không? Cung. Cung là cái gì? Cung gì? Bâu, bâu gì? Longbow. Crossbow. Enchanter bow. Rainbow. Cool. Này làm gì? Không là tác dụng gì đâu. Có cái giường nhuộm bảy màu chơi vậy. Rồi, ngủ giấc đi. Tình hình là ta phải đưa đồ để cải thiện mối quan hệ ha. Là cần emerald á. Mà vấn đề là không có emerald. Có 7 cục không đủ, 8 cục mới được. Ê ông kia. Bắt đầu tiếp vậy hả? Ồ hết rồi nè. Đọc phải thử coi. Lỡ tay đánh nhẹ thôi. Giờ còn bị không? Không có nhà. Cái ngựa đâu hết rồi? Mình cũng không biết có bao nhiêu mod nữa. Tại vẫn bị từ chối giao dịch. Ai biểu? Người ta bán công cụ nè. Đây có gì? Có một cách đơn giản, nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn. Đóng cửa. Biết cách gì không? Cách này nó ghê gớm lắm. Cái này nó khủng khiếp lắm. Nghĩa là khi hàng lạnh chơi không được thì vác hàng nóng ra. Ê, đi lấy cái hàng nóng ra chơi coi. Đâu, hàng nóng đâu? Ta sẽ cần phải có light ray concrete iron. Đi làm liền. Light ray concrete màu xám mà còn lợt nữa. Chơi khó nhau không à. Light ray white tulip. White ray powder. Phải kiếm black powder. Black powder thì đi săn mấy con mực. Tulip. Cái nào là tulip? Mật đâu? Chuẩn bị để tôi vác hàng nóng ra chơi coi. Rồi gặp cái thế giới hả? Mật quý hiếm luôn. Toàn cá không à? Light gray concrete. Chúng ta đi vô cái nhà này coi thử coi. Lighthouse. Không có gì hết.
Có đường để nhảy vô kìa. Thiệt luôn hả? Không gì đây. Không tác dụng gì hết. Tìm cái màu sao khó khăn quá vậy? Bây giờ để có thể chơi được hàng nóng thì phải đi kiếm con tulip hoặc con mực. Bây giờ light gray, ok, light gray concrete nó đó được rồi nè, lấy thêm một bông nữa.
Hỏi thăm cái coi. Vô hỏi thăm xíu coi. Ở bên đây cách bên kia không xa. Rồi chạy xuống xíu. Đi mở waypoint luôn đi. Nè, cái làng này là vui luôn nè, thấy không? Khoan, có đánh dấu không? Hãy thấy có cái gì đây xuất hiện nè. Nó không hiện lên trên bản đồ nha. Bởi vì có cái con nó đang rượt mình cho nên mình chưa có đi lấy đồ được. Chạy nhanh dữ. Đây có một ông nữa. Rồi. Ok. Ở đây. Hay lên ra đây gió không? Cắt đá cũng phải lên trên đó ngồi cắt nữa, vui thiệt. Một ngôi làng có tới 2-3 ông này luôn. 2-3 ông Guildmaster luôn. Để đề phòng trường hợp. Mod này có pháp sư không hả? Có pháp sư luôn, các bạn thích pháp sư thì pháp sư. Nhưng mà mình đang chuyển đổi thành một cái hệ lạ lắm. Sắp rồi, sắp chuyển đổi thành cái hệ lạ lắm. Hết hồn. Thôi chào bạn, chúc bạn một buổi vui vẻ. Rồi giúp ổng cả, ông ấy luôn. Chỉ tìm cho ổng ba trái ớt ma. Ớt ma hả? Ớt ma hay tiêu ma? Nó tìm đâu? Nether hả? Ghê à. Phải qua Nether luôn mới chịu. Ông này thì sao? Đồng ý luôn. Two onion. Ok luôn. Onion. Bên nhà kia mình có ha. Cá gì bự dữ kìa, ôi catfish kìa. Catfish. Cách trì. Đi ra chỗ chợ coi người ta bán gì ngoài đây. Để vậy thôi chứ không có bán gì hết trơn hết á. Rồi có cái ông này nè, Christopher. Bây giờ có thể giúp ổng được không? Đồng ý giúp ổng cái gì? Sweet insect có luôn. Hay vậy? Ông đòi đúng lúc quá vậy. Không chịu. 2, 3, 4. Quest complete. Hay quá. 10 miếng giấy. Bỏ tài ông luôn. Ruin. Ruin keep. Goblin hang out. Ủa đâu liên quan gì đâu ta. Ông cho mình Emerald nè. Pháp sư hệ vật lý là chơi làm sao?
À, bây giờ đi kiếm ba tờ giấy cho ổng. Chúng ta sẽ cần cái gì ta? Spy Golden Luxury Box. Cái túi này trước, giấy trước. Nên là có trồng mía. Chi bít. Có mấy củ này nữa. Gì heo? Heo khoái liền luôn. Chạy vô liền. Tội nghiệp quá trần miếng nè. Vui vui. Rồi, củ này có làm gì không? Thuốc nhuộm đỏ kết hợp vô beetroot. Beetroot đó hả? Vậy hả? Đó, beetroot đó. Mới biết luôn. Mới biết luôn hả? Iron. À, cái này. Coi mà thiệt là khó chịu. Chúng ta coi giấy trước đi. 10 tờ. Làm cái túi nhỏ. Lấy sắt. Làm cái túi, làm cái hộp. Có cái hộp rồi có thể đựng đồ ăn được, rất là tốt. Mình không có cần bị tốn chỗ nữa ha. Mình chỉ cần bỏ đồ ăn vô thôi là xong. Cook catfish. Còn đồ ăn gì nữa thì chúng ta có thể bỏ vô chấm mà nấu. Ủa tại sao phải nấu ở đây cho nó hao than vậy ta? Sao phí phạm quá vậy? Lỡ rồi. Phí phạm quá. Nè. Bỏ lên. Khỏi phí phạm nữa. Like gray. Ok. Go đâu. Như chưa có luôn á. Animal fat feather leather. Feather bỏ trọng. Leather bỏ trọng. Rồi đi lượm đồ cái. Ăn sống luôn. Ăn sống vẫn được. Được 1,5. Như mình nói hồi nãy giờ ha, chỗ cửa địa ngục đó là có cái con bảo vệ. Muốn gì thì phải hạ gục nó rồi tính tiếp. Không nó quánh cho giờ thành dưỡng sức luôn. Mở ra. Này ăn là ăn cầm nguyên cái lon box này ăn luôn á. Rồi bây giờ trong cái thế giới này gravel. Thật luôn á, gravel là hình gì á? Đi đào mớ gravel coi.
Concrete powder. Sand, gravel, ok. Con. Căng dạ. Hello. Ồ ghê à. Ghê à. Cái gì mà sập sình nha. Mấy con đó quậy quá, sập sình luôn. Tình nhạc sập sình, mấy con quái cũng biết chơi quá ha. Diamond hả? Chưa cần, bây giờ đi đào cực lắm, phải có vũ khí phòng thân cái đã. Đang đi coi làm vũ khí phòng thân, phải tự bảo vệ bản thân được cái. Đó mà phát cái gì tùm lum hết. Ông kia ông ở đâu ta? Paper của ông ấy đây. Hình như bên này. Quest complete. Đây. Rồi, không có emerald để trả cho anh thì có cái này thôi. Mending luôn. Ooh yeah luôn. Thật là sung sướng rồi, làm gì đây, làm gì đây. Hot making. Bài tịch bên xa. Không, chui vô trỏng rồi đi gì nữa. Mending luôn, quá tuyệt vời. Làm nhiệm vụ hai lần, không khó khăn lắm. Pop up coal. On. Anh nhanh lên. Ê, ổng lên kìa. Hết nhiệm vụ rồi. Cái gì? Sao bám theo tôi hoài vậy? Chuyện gì? Hết trao đổi được rồi. Bám theo tôi hoài. Có cái mending. Làm trò gì trống nè, thằng chơi này ngộ ha. Những cái chỗ làm mấy cái trò gì á. Mấy người này đây, mấy người này hết rồi, quên rồi, quên rồi. Tuyệt vời. Lion 2. What? Phải đi săn sư tử nữa. Lion 2 kìa. Đồ chuông gì đó lần trước nó chặn đường mấy ông đó quá. Rồi xong luôn. Again.
Thiệt tình luôn á. Hình như đánh ông này không sao. Nó tắt cái khung đó xuống. Bất ngờ luôn. Cái tán mặt ổng luôn. Cái tone cất lên nha. Rồi chúng ta sẽ làm light gray. Cần có sen. Hello bà con, cô bác và anh hất một cái được rồi, không cần nhiều, một cái là đủ. Bỏ lên nấu, ủa bỏ xuống nước chứ quên, nấu gì ở đây, bỏ xuống nước. Chuyển hết luôn cho rồi. Rồi và thời tới. Thời gì tới không? Thời đại vô cùng căng thẳng. Vô đây. Ui ui. Anh lấy xuống, đặt cái giường ra, bỏ này đó, để xuống đó và mở lên. Chúc mừng bạn. Đây là bắn súng trong phòng chơi game, chơi dao nè. Rồi đi kiếm iron ơi. Hết hồn liền. Đâu, cái gì xịn. Mammoth, gì nhỏ xíu à. Mắt nâm. Bắn súng trong phòng chơi dao nè. 4A1. AWM luôn. 80 in kịch. Đi đào đã luôn. Chúc mừng. Phòng này chơi dao cái kiếm đó là cái phòng này thôi chứ đâu có áp dụng luật lên trên mình đâu. Mình là ở ngoài rồi. Chúng ta là người chuyển sinh mà. Đâu áp luật của thế giới đâu áp dụng mình đâu. Này có làm cái gì nữa không? Trading contract. Oh, relic or lectern, chúng ta có thể chơi chết với mấy ông đó. Để mình đi qua bển, mình gắn lên cái lectern để mình có thể chơi chết với cái ông bển. Hàng gì nãy giờ ổng chờ mình vô gắn cái trading lên. Rồi bạn đã ký hợp đồng xong rồi đó. Ê gì vậy, hết hồn. Ê tôi không có làm gì nha. Không có gì giấy nái hết trơn á. Chỉ có ái nái là tại sao lại không sử dụng thôi. Lion 2. Rồi bây giờ phải đi đào kiếm sắt. Chúng ta đi sắm vũ khí rồi, có cây gì nhẹ nhàng coi.
Cái gì nhẹ nhàng tình cảm chứ coi. Có Desert Eagle nữa kìa. Nhẹ nhàng tình cảm không 18 lần. Không nhẹ nhàng tình cảm chút nào hết á. Quân lịch khai sinh. Chỉ có cái spin nữa, chắc nó có silencer. Kiếm một cây dễ chế tạo 16. Ravenclaw 18 nè. Chỉ có 4 thôi. Ôi không. Chừng nào có hả? Chừng nào có thì phải hả chuẩn bị chứ. Con cua dừa nó này kìa. Nữa. Cái đó trước khi bạn mua thì người ta có cho bạn chọn một trong hai phiên bản, các bạn có thể đọc ở trên đó. Đi xuống đào kiếm sắt cũng hơi bị nhiều sắt đó. Có sơn được không hả? Có sơn được không thì không ai biết. Không biết quay lại cái tàu chúng ta có kiếm được thêm iron hay không. Cứ đi đào thì mình thấy nó không đảm bảo lắm. Tại vì khoáng sản ở đây nó quá tệ. Ta quay lại bên kia đi có lý hơn. Để đi coi thử một chút. Zombie tiếp. Quá tệ. Ow. Skeleton. Nữa. Đi chơi mà chắc các công trình ha. Và vấn đề là công trình nào mới được. Nữa. Ôi hơi đông quá. Có lên không? Nó lên luôn, nó lên luôn, nó lên luôn. Từ từ. Rớt ra cái gì vậy? Necrotic Gem. What?
Crystallian. Ôi ghê vậy. Đi đào cũng không yên nữa. Thiệt luôn á. Thôi đổi hướng. Thiệt đi đào cũng không yên nữa. Bên hoài. Dưới đó một đám luôn á, đông lắm. Bỏ đi. Ừ, bỏ ý định đó đi. Vô gì mà tùm lum la. Ma pháp hay khoa học? Đây là sai contract rồi nha. Này không có kêu gì chân. Đây là cái càng của con cua. Enchantment. Chromatic. Ôi, cái gì mà nó nặng dữ vậy? Chờ nấu cái càng của con cua xong lên rồi chúng ta đi. Cái tàu hình như mình còn một cái. Hãy lấy để ngoài kia luôn rồi. Không có lấy cái tàu về nữa. Thiệt. Qua lại bên kia lấy cái tàu về. Rồi đi ra trục thuyền tiếp. Ta sẽ cần có rất nhiều sắt, rất nhiều gunpowder. Đi ra lại chỗ cái cửa nè. Cái đó thì không biết. Có đồ chơi đi rồi tính. Có ha. Thì bởi vậy mới hỏi là bây giờ muốn chơi khoa học hay là phép thuật. Khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tại sao lại không sử dụng? Có ai lên đây không? Yeah. And stone. Thang. Chém nó là khỏi vô làng luôn. Và hả cũng tuyên bố xác định luôn. Sao lại gọi là trộm? Không ai có hành động đó ở đây hết trơn hết á. Không hề có hành động như vậy nha. Lấy là lấy thôi chứ có trộm bao giờ. Ai mà lại đi trộm? Tự nhiên trộm. Ta ra ta lấy đồ thôi. Đồ mình gửi đó. Chứ có gì đâu. Nè nó nè. Ủa mà cái này cái cuốc bằng đá mà. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Giỡn mặt rồi. Cho một nhát. Đồ bằng đá đâu đập cái đó được. Rồi, phải làm đồ bằng sắt mới đập được. Đi lấy lại cái tàu. Thấy ghê.
Nói chung sắt ở trên mặt đất ít quá ít luôn á. Toàn là than không à. Than với đồng gì đâu không. Có Octotis không ta? Không có Octotis luôn. Chỉ có Arc Nova thôi. hồi nãy mình lên bờ đâu đó quanh đây nè. Ta đi lấy lại cái tàu xong quay đầu ra ngoài đây. Gì ghê à? Nhìn đẹp ghê không? Bison. Bison. Tông nó một cái. Rồi chạy. Quẩn lắm. Cái dừa rớt xuống. Con cua dừa. Đi kiếm đồ. Đi coi thử. Dòng qua một cái là tới. Cái tàu trong lần trước á. Coconut. Hay. Còn mấy tên ăn cướp ở trên. Cái đó hẹn các bạn vào bữa khác ha. Rồi, làm sao lên đây? Chị chưa gì mưa rồi. Đứng bên đó. Có phải ở đây hay không? Hình như ra ngoài một xíu. Chính xác. Ta
Ok, một em. Parity gym. Rồi. Còn không? Còn. Nó đứng yên tại chỗ không à? Nó không có di chuyển. Ui dạ, vậy mà cũng bắn trúng được nữa. Rồi một em nữa. Đó. Bên đây. Đây là ngay tại đây. Khó khăn. Xong rồi đó. Ngon lành. Tin armor. Raw iron. Úc. Đấy. Đấy hết. Tin and steel luôn. Low quarter là làm gì? Mở 25 chest. Nó chỉ có 3 cái thùng thôi. Và hello mirror gem.
câu áo giáp luôn. Protection, projectile evasion. Mười bảy, ba lăm. Ôi, được một cây Desert Eagle rồi đó. Đem về, nấu lên. Mưa gió bão bùng quá. Ở dưới là đã hút hết rồi nha. Thì á, yeah thôi. Phải kiếm thêm nhiều đồ chơi hơn nữa ha. Đủ không? Cái sạch eagle hay là cây lớn hơn. Thiếu vàng. Vàng làm gì? Vàng, cái công thức đó thấy toàn là sắt không mà, đâu có vàng đâu. Đạn thì tùy cây. Heavy bullet thì nó mới cần. Short bullet, special bullet, basic bullet. Ủa, basic này là xài cho cây nào? Ấy, không biết cái nào luôn. Shell thì chắc chắn là dành cho... Đó rồi. Tao coi thử coi. 30 với Black Concrete. Desert Eagle chỉ có 18 thôi. AMS 17. M16 là 38. M16 A2 chứ phải M16 A1. A1 là nó có silencer luôn, cho nên nó sẽ im lặng. Shotgun nè, heavy rifle, Titan, minigun, mini, cái này là minigun. 38 mà đạn là bao phê luôn. Shotgun, Banshee. À, cho nấu trước đi, tính nấu lên đã rồi tính tiếp. Cái đó thì dễ xử lý nha. Bắt kinh hả? Rồi con gì tới cả, con gì tới cả. Ôi, nó đi tới chỗ mình kìa. Nhanh, đóng cửa. Nấu nhanh lên, Desert Eagle. Cây này đem nấu lên được một thôi à. À, cái đồ vàng. Đi vô trong nhà mấy ông dân làng gom mấy cái đồ vàng ra nấu. Cứu với. Zombie kìa. Cứu với, cái gì vậy? Ơi, con gì vậy? Mấy anh bảo vệ trật tự chi an đâu hết rồi. Không có cho nhân đôi tàn nguyên. Mấy anh bảo vệ trật tự chi an chắc bị quánh bay hết trơn rồi. Rồi mấy người dân làng đây là tuyên bố bay mất hết rồi nha. Nè, có vàng nè.
không coi người ta ra gì luôn, thấy không? Kiếm sắt cũng giống cả, kiếm này kiếm như cái kiếm sắt cái gì à? Con à, kiếm đá à, có cuốn gì đó ngoài đó đó, đi coi thử. Đâu hôm bữa vô cái nhà nào đâu đó quanh đây nè, có giáp ngựa, giáp ngựa nấu ra được, cũng dở. Đồ vàng nấu ra là cực kỳ dở luôn, có mấy cục nhỏ nhỏ không à. Nè có thêm mấy cái này nữa nè, bộ này căn khác, căn khác nha, căn khác cũng được, căn cũ cũng được. Từ từ bình tĩnh, hết chỗ rồi. Nó còn đứng đó nữa kìa, đi vòng vô. Bơi lội. Thấy không? Thấy luôn. Rồi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lập tức vô trong nhà chuẩn bị hàng nóng ra chơi. Hàng nóng. Hàng nóng của tôi đâu? Nóng phỏng tay luôn á. Không có cái furnace nào nữa hết trơn á ta. Có đúng cái furnace luôn á. Chờ đi. Chờ đi. Chờ nấu xong ra chơi. Mấy cây này không bỏ lên trên đó nấu được nữa. Hai mươi bảy nghiên cứu cây. Mười bảy là thắt. Symbol một cây. Sử dụng đạn gì? Ammo. Barrel scope. Rồi bây giờ ammo. Cái đó chắc xài phải advent không ta? Cây này short bullet. À ta có ghi nè. Short bullet. Short bullet casing. Ta có ghi kìa, không chịu đọc. 32 luôn. Rồi làm 2 phát là đủ. Đâu cần nhiều đâu. Chuyển ra một cái. Rồi chính xác nha. Short bullet nè. Rồi symbol. Ok. Cái nút cài đạn nó bị dính. Đâu? Nè, hết hồn chưa? Đâu, con gì đâu? Ê! Đâu rồi? Ở đây. Ủa nó tạo effect gì kìa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái hiệu ứng bị sát thương. Thôi, bắn cái bài lên liền luôn. Ghê thiệt. Giỡn mặt. Từ từ. Nó chơi hiệu ứng. Ta mất cái tâm rồi ta. Ui da.
mất cái tâm luôn. Bạn đâu? Bạn còn nhiều lắm nè. Đâu, xuống dưới coi. Giỡn mặt. Cái quần. Rất là cái quần xịn. Này phiên bản mấy hả? Nhớ 1.19 hay gì á. 18-19 gì á. PC Steel Touch. Đừng có giỡn. Giỡn nhanh hả cưng? Bắn là nát. Từ nát tới nát. Desert Eagle có khác. À, chúng ta vẫn có thể sắm được thêm một cây nữa. M4A2 22. Rồi không đủ rồi. 28 M16A2. Mấy cây ngắn ngắn không à. Người bảo vệ vàng. Ok luôn. Còn cây kia nữa. ISO rifle. Là gì vậy? Còn mấy cái handgun nữa mà. Lock better. Cái này bắn cũng nhanh nè. Cái spin. Cái spin này không lẽ phải đi đánh Guardian. Có công thức không? Có treo gì vậy? Không có à. Không có. Chúng sinh bình đẳng. Cái này là áo bẩn gì? Da hay gì đồ ha. Ba cái resort phát vô coi. Không có biết cái gì hết luôn á thiệt. Hot full lịch. Giờ chúng ta đã có một cây này rồi thì kiếm một cây càng với một cây nhắm nữa là đủ ha. À. MP7. Nói là xuống đây tất cả bỏ kiếm xuống. Xuống đây tất cả bỏ kiếm xuống. Còn dư 2 cục mà nấu đi. Thì nó mới xịn. Mà 431 cần phải có cái kia. Có cái spin nữa. Cho nên khó làm. Khó xài. Chúng ta sẽ phải đi làm đạn thêm. Rồi, ghét cái resort park ghê luôn. Mình sẽ coi mình tắt cái resort park sau ha. À, resort park cái gì á. Coi không có ra gì hết trơn luôn á. Không biết món gì với món gì luôn á. Rồi, đi. Chúng ta đi ra hỏi thăm sức khỏe của cái con đang giữ khối vàng. Khối vàng cầm lâu quá rồi, để hỏi thăm sức khỏe coi. Trả khối vàng lại cho tôi. Ta kêu giữ giùm không à, muốn chiếm luôn không à, là sao?
Ông rớt cái da cá sấu. Mới nói có liền này, da cá sấu. Vẫy cá sấu chứ quên. Đây, đi qua hỏi thăm cái tên giữ khối vàng của mình coi. Hey, anh ơi, trả khối vàng đây. Trả khối vàng đây, nhanh lên. Nằm một đống liền. Kiếm gì đây? Life Mending. Fire Spike Golden Sword. Cái này sẽ vô lò, biến thành Golden Tai Chi. Hấp khí xịn mà. Ủa mà vấn đề nãy giờ đi ra đây vô lại cũng không ai nhắc mình làm cây Iron Pick hết trơn á. Sao chúng ta đào được khối vàng? Này là On Pick đào luôn là Deja Vu liền đó. Sao anh không lấy nó đi? Deja Vu liền luôn á. Rồi quay đầu ngay. Quay đầu qua anh kia nãy thấy khói bốc lên cao. Đi qua coi thử coi chuyện gì. Thì mới nói là hả, phòng này chơi dao thì xuống đây tất cả bỏ kiếm xuống. Bơ không. Đâu rồi? Hãy thấy đâu đó quanh đây có khói, có lửa trại luôn. Đó. Barbarian. Tới kìa. Hầm đi em ơi. Hết hồn ông ơi. Ông thương nhân dạo này giàu quá. Bán đồ chắc được dữ lắm đây nè. Chơi luôn cả con voi. Ông chơi luôn cả con voi nữa. Dắt lạc đà là bình thường. Chơi luôn con voi luôn. Ở đâu? Ở đây. Đây làm trò gì đây? Còn ai nữa không? Đạn cái. Nếu nãy có thấy mấy tên lận mà. Đó. Barbarian. Dẹp đi. Có Barbarian gì với tôi đó. Không có gì chừng. Tôi nói chỉ bán, chỉ làm cái khu đó rồi. Nó không có gì chừng. Rồi cho hỏi ông có gì cho tôi. Không trao đổi cái gì tùm lum hết luôn. Ông này không biết điều khiển voi rồi. Đúng là không biết điều khiển voi rồi. Đi vậy hả? Tùm lum luôn á. Quá dữ. Để chúng ta sẽ phải kiếm thật nhiều sắt hơn ha. Như đây hả, chỉ mới có món đồ chơi đơn giản Desert Eagle thôi, chưa có món đồ chơi cao cấp hơn, mới có đại bàng sa mạc thôi. Phải có những món đồ chơi cao cấp hơn. What? Con gì vậy? Tôi tưởng đầu chim. Ôi, nó kẹp con cù hay con gì lên rồi kia. Sư tử đầu chim, đúng rồi. Nhanh, rượt theo. Nó đâu. Tội nghiệp con cù quá. Căng vậy, ôi cắn con cù chết luôn rồi kìa. À, nó chụp mình lên luôn rồi. Trời ơi, ui, hên quá.
Rớt nè, giỡn mặt. Rồi Griffin quất nó luôn. Giỡn mặt hả cưng. Griffin Feather. Đừng rớt Griffin dai là được. Rớt Griffin dai là hiểu luôn á. Hài quá đi. Ê, chúng cái bông có chất độc. Rồi, ăn chất độc đã luôn. Chơi phép sao mà dữ dội bằng chơi cái này được. Cái này nó mới ngầu ha. Đô là bùm bùm liền. Đâu coi có gì còn này nữa không. Ra mấy khu gì nhìn không có gì hết trơn á nè. Có chỗ này nữa. Nói mấy tên này làm ăn cướp mà sao nghèo ghê luôn á. Chắc nó chưa cướp được gì. Ủa quay lại rồi. À quay lại rồi, thì ra là quay lại đây mà thôi. Để nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có được cây hàng nóng đầu tiên để có thể chinh chiến trong thế giới Dawncraft. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.